Dạ em xem nhà đất mua bán Tiền Giang Xin chào anh chị nha Hôm nay xem về xã Đốc Binh Kiều Của huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp Tên con đường lỗ đá xanh này Rộng 3 mét rưỡi Để quay giới thiệu cho anh chị Một mảnh đất vườn trồng sầu riêng và mít thái nha Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược Về vị trí con đường và hướng đi Cho anh chị mình xem và tham khảo Trước màn hình anh chị đang xem Đây là con đường ra hướng Quốc lộ N2. Từ ngay vị trí em đang đứng đây ra tới quốc lộ N2 tầm khoảng 200m là tới à. Đường này xe ô tô 7 chỗ mình vào tới được nha. Còn đây là cái con đường thông luôn. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị bên hôm nay là cái mảnh đất bên mé sông bên đây. Cái mảnh này nếu sau này anh chị có ô tô về à, thì bên đây có ba hộ, bên đó cái đường thông vô đó nhưng mà ra phía ngoài này nó thông nhưng mà nhỏ hơn ba hộ sẽ hùng qua bắt một cái cây cầu bê tông xe ô tô mình bảy chỗ vào tới được luôn nha Nói mình bắt cây cầu này qua ví dụ như Thí dụ như 60 triệu thì mỗi người 20 triệu thì mình bắt qua cái con kinh này kênh này rộng tầm khoảng chắc cũng cỡ 10 mét quá phía bên đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết nha anh chị nó cột điện đó anh chị thấy không đó mình kéo về đây còn bây giờ thì bên đây chỉ bắt một cái cây cầu tạm bằng cây thôi còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái vị trí của cái mảnh đất này tính từ cái mí chủ đã làm dấu ha cái cây đó mà đi ngang theo con đường lộ này là 27 mươi bảy mét và mình có cái chiều sâu vào Là 315 m Tổng diện tích hết đất của mình luôn Là 8.505 mét vuông Nó trước tiên để xem đi cái hướng mặt tiền Cho anh chị mình xem trước Rồi xem sẽ bước vào bên trong Vườn sầu riêng và mít thái Vườn mít mình đang cho quay lại luôn nha anh chị Đó mình đi tới ngay cái cạnh này Là 27m Nó có chiều sâu vào là 315m Còn đây là xem quay về hướng à, Mặt tiền của đất mình Mặt tiền của đất mình Thì xây cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy đó, Để tiện tham khảo luôn Còn à, nếu tính từ ngay cái vị trí đất mình Mà về tới à, Thành phố Hồ Chí Minh xe sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây thời gian đi trung bình khoảng 2 giờ 14 phút khoảng cách là 98 km còn nếu anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long Cần Thơ xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thận từ ngay vị trí cầu Mỹ Thận mà mình về tới đây thời gian đi trung bình khoảng 1 giờ 1 phút khoảng cách là 42 km Còn đây là cái vị trí em đang đứng Cái chấm xanh là cái vị trí em đang đứng nha Nó mình sát bên lộ N2 luôn Quốc lộ N2 Và mình gần chợ Đốc Binh Kiều luôn khoảng cách chừng ba cây gửi số là tới à Nó mình cũng gần chợ Tân Ninh rồi luôn Phía bên mình là Đồng Tháp nha Còn phía bên kia là ngay vị trí ta em chỉ nè là phía của Long An của tỉnh Long An nha anh chị và bây giờ để xem quay lại nhìn hướng mặt tiền rồi xem sẽ bước vô bên trong cho anh chị xem đó mặt tiền mình đi thẳng tới là 27m đó và đất mình có một cái cảnh view kinh như thế này sau này anh chị về Hùng với ba hộ bên đây để bắt cây cầu qua nha bắt cầu bê tông để xe ô tô mình vào tới được luôn đó đây thì cũng có nhà đâu hết nè Phía bên kia cũng có nhà luôn Đó vườn sầu riêng của mình Sầu riêng của mình hết luôn là 150 gốc nha Lỗi sầu riêng là ghi 6 Nay khoảng hơn 3 năm rưỡi tuổi rồi Cái này tổng khoảng một một năm nữa là cho thu hoạch nha anh chị Anh chị có thể để tái được rồi đó ở đây anh cũng có gắn cái hệ thống tưới nước tự động luôn rồi nè còn cái vườn mít của mình thì có 2 tâm năm gốc mít loại là mít thái giờ đó anh chị Đó anh chị thấy vườn sầu riêng đắp mô cũng rất cao luôn nó mình có qua 3 lít sâu vào tới ba trăm mười lăm mét loại sầu riêng của mình là mỏn thon nha anh chị nói chung là có những cây bự là cũng bốn năm tuổi rồi cho nên ảnh cũng có để để qua rồi luôn rồi để qua bắt đầu anh cho tái dưới gốc rồi đó Nói anh chị thấy cái đùm qua phía dưới không nó mảnh này cũng phù hợp cho anh chị về để làm giường hoặc là anh chị về để cất nhà nghỉ dưỡng ở đây thì cũng rất tuyệt vời luôn nó bên đó người ta cũng có một cái nhà rất là to lớn luôn nó còn phía bên đây cũng tòng sầu riêng luôn hiện tại giá của cái mảnh này anh chủ kêu giá là 520 triệu cho một ngàn mét vuông hết mảnh đất mình luôn là tầm khoảng 8.500 mét vuông nó còn chỉ có 520 triệu cho ngàn mét vuông nếu anh chị mua mảnh này về thì mình thu hoạch mít liền còn sầu riêng thì có cây lớn thì mình để trái được còn mấy cây nhỏ thì chưa nha cây nhỏ khoảng cả năm nữa mình mới để trái được còn mấy cây lớn thì bây giờ vẫn để trái được luôn nếu như anh chị nào phù hợp cái địa chỉ xã đốc binh kiều của huyện tháp 10 tỉnh đồng tháp thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645 Xem sẽ dẫn anh chị đến Xem cái Mảnh vườn sầu riêng này Rồi anh chị gặp chủ đất Có thể thương lượng thêm gì giá cả luôn Nó ở đây có ao cá rồi Anh chị Sau này về mình nuôi cá cũng được luôn nó mình đi dài lên phía bên trên luôn nếu anh chị nào lần đầu ghé xem kênh mua bán tiền giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ quay những mảnh đất vườn sầu riêng hoặc nhà vườn giới thiệu lên cho anh chị xem coi anh chị được mảnh nào thì anh chị thấy phù hợp thì anh chị mua ha nói dùng đất ở đồng tháp này thì không có nhiễm phèn nhiễm mặn gì hết nha anh chị để xem đi dài ra phía bên đây rồi xem sẽ đi thẳng lên phía bên trên nó cái mảnh này phù hợp cho anh chị về để các nhà nghỉ dưỡng đâu cũng được luôn nha mình có cái chiều dài thoải mái rồi nếu anh chị về đây làm cái trang trại chăn nuôi thì em nghĩ cũng rất là ok từ đây mà anh chị ra ngoài chợ đốc minh kiều đó nha ngay đó có trường học rồi có điện máy xanh rồi bách quá xanh rồi thì ngay đó thì cũng có hết tầm khoảng ba cây gửi số nha anh chị nhưng mà đó mình tính đi đường ô tô á chứ mình đi đường đường tắt tầm một mét gửi hai mét thì anh chị đi còn gần hơn nữa tại vì cũng đường bự nhưng mà có cái đường tắt thì nó qua cây cầu ô tô qua không được nếu anh chị đi đường đó tầm khoảng hai cây số là tới à để xem nhắc lại nha ngang qua theo cái con đường lỗ đá xanh đó là 27 mươi mét và mình có cái chiều sâu vào là ba tâm 15 mét tổng diện tích hết đất của mình luôn là 8.500 mét vuông hiện tại anh chủ đất anh kêu giá là 520 triệu cho 1.000 mét vuông nếu như anh chị nào mà thấy phù hợp thì anh chị về xem cái mảnh vườn sầu riêng này có mấy cây bự đang cho bông luôn nè rồi anh chị gặp luôn anh chủ đất để thương lượng thêm về cái giá cả coi ảnh bớt cho mình được nhiều thì ảnh bớt nó những cây bự như thế này đang cho tái rồi sầu riêng mỏng thon sầu riêng thái gì đó anh chị ơi nó mình đi lên rất là dài rất là xa luôn do nó đi sâu như vậy anh chị làm anh chị làm cái trang trại anh chị nuôi thì nó cũng rất là em nghĩ tuyệt vời. Mà làm nhà khu nghỉ dưỡng á thì anh chị cũng cắt nhà thuộc sâu sâu vô á thì em nghĩ nó cũng yên tĩnh. Đó tình này có mấy cây sầu riêng này. Thì nó hơi nhỏ một tí. Mít thì đã để tái được hết trơn rồi Ở đây tiện cái là mình gần quốc lộ N2 luôn Ra chỉ tầm 200m là tới rồi Ngày đó anh chị đi về Sài Gòn qua Long An luôn Qua Long An rồi về Thành phố Hồ Chí Minh được luôn Đó, em đi gần cuối ganh rồi. Theo quan sát của xem á, trong đất mình thì sạch đẹp không có màu mã gì hết. Thậm chí xung quanh đất mình cũng không có luôn nha anh chị. Trước đất mình thì cũng có điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn rồi. Mà bên trong đất mình thì không có màu mã, mà xung quanh đây nè, anh chị thấy nè, cũng không có màu mã luôn. đó mình tới cái cái ganh này là hết đất của mình rồi nè 27 mét và cái chiều sâu vào tới ganh mương này là hết nha anh chị tới mí bờ đó đó là hết nó cái anh chị thấy cái cây nước bên đó hôm qua để tưới cái hệ thống tưới tiêu đồ có sẵn hết luôn rồi ngang là 27 sâu vào là 315 tổng diện tích hết đất luôn ảnh bán giá chỉ có 520 triệu cho 1.000 mét vuông nếu mảnh này anh chị mua về cái mình thu luôn quê lợi là mít rồi sầu riêng mình thì có những cây lớn thì mình có thể để tái được còn những cây nhỏ thì mình chờ tới khoảng một năm sau nữa bắt đầu có thể để tái được nha mít thật là tươi tốt nè còn đây là vườn sầu riêng của hàng xóm mình rồi cảm ơn anh chị đã xem hết video Nếu như anh chị nào thấy phù hợp Thì gọi ngay cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645 nha Còn bây giờ em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo